quen thuộc, và đây là Michael Soy với tình huống ném 3 chống trải, 3 điểm tính dành cho Michael Soy. Tình huống chạy bài hoàn hảo và được kết thúc cũng rất hoàn hảo bằng cú ném 3 của Michael Soy. Nếu như xin thường thất bại trong trận đấu này thì tại video này chỉ còn đúng cái tên Hồ Chí Minh như bạn Hà Nội Buffalo là toàn thắng. Cú ném 3 lại một lần nữa, Soy Clock thành công đến từ Đà Nẵng Dragons. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đang cười rất tươi vì các học trò của ông. Con số mà Tôn Trung đang sở hữu sau cú ném vừa rồi. Mà Michael Soy góc không độ. Một cú step back. Cú ném step back rất tốt của Michael Soy. Tiến Dương có lẽ cần một chiếc la bàn của Scott. Có screen đến từ Đỗ Quang Trung. Ném 3 điểm. Michael Soy với 4 quả 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Và tỷ số bây giờ là 59-60, one point game rồi. Mọi thứ thay đổi chóng mặt. Có lẽ đó là lý do vì sao họ khởi động ném 3 nhiều như thế. Sự thật rất tốt của Michael Soy. Đối xử vượt qua 2 cầu thủ áo xanh. Cố gắng đẩy ném này như 2 điểm. Nằm ở tình bóng quyết định này. Michael Soy thành công! Và ngay lập tức thì ông Kevin Jacobs đã có hiệu ý từ anh Việt Long. Vâng, Michael Soy có thể im tiếng trong cả trận đấu này, nhưng anh đã có một tình huống lên tiếng không thể nào đúng lúc hơn. Michael Soy, một cú deep three của Michael Soy. Cú ném 3 điểm thành công đầu tiên của Michael Soy kể từ hiệp 2 cho tới bây giờ. Và đó là tình huống ném 3 điểm thứ tư của cầu thủ này trong trận đấu ngày hôm nay. Có một pha lên rổ đã khó hiểu thì lên rổ bằng hai tay. Là deep free, lại là vào rổ, đó là Michael Soy. Cảm giác quá tốt, hai quả ba điểm liên tiếp dành cho Michael Soy. Michael Soy sau khi có điểm đã ra ăn mừng. Tô Quang Trung đã 36 buổi rồi. Michael Soy ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm thành công thứ 16 của Đà Nẵng Dragons trong trận đấu ngày hôm nay. Và đó là cú ném sát bằng kỷ lục. Michael Soy, một tình huống luân chuyển bóng rất quen thuộc của Đà Nẵng Dragons tại mùa giải năm nay. Michael Soy đã có hai tình huống 3 điểm thành công liên tiếp đến từ cùng một vị trí, đó là góc không độ